thưa quý vị là trong tuần vừa rồi thì ba uh, anh em chúng tôi là anh Huy anh Tùng với cả tôi là được uh, tham gia một sự kiện rất là vui rất là uh, xúc động đó là uh, việc uh, thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam với rất nhiều những cầu thủ từ các thế hệ của những anh Hồng Sơn, Huỳnh Đức rồi thế hệ 208 vô địch của FF Cup, rồi nhiều cầu thủ của hiện tại nữa cũng đã gặp gỡ nhau tại sân vận động thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh uh, để giao lưu để gặp gỡ lẫn nhau và ôn lại những cái kỷ niệm hết sức là, là đáng nhớ ngày xưa chắc chắn là anh Huy chắc là vẫn còn rất nhiều những cái xúc cảm của những cái buổi hôm đó. À, một cái buổi lễ và một cái trận đấu thật là đặc biệt. À, một cái số lượng lên đến gần 60 cầu thủ, thành ra là chia ra 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút thì cũng rất là là hợp lý thôi. À, như Vũ Minh Hiếu nói sau trận đấu, đây là trận cầu trăm năm có một thì tôi nghĩ cũng không quá lời đâu, bởi vì là nó có một cái cột mốc bóng đá Việt Nam chúng ta hội nhập từ năm 1991 thì có những anh em ở cái tuổi này rồi, chúng ta nhớ là những người mà dự từ SEA Games năm 91 thì đến bây giờ để mà đá bóng một cách bình thường thì cũng rất là khó kể cả đá chơi cũng khó thì có mặt trên mặt cái chỉ đạo ví dụ như anh Phan Thanh Hùng chẳng hạn anh Chu Văn Mùi sau một chút thì vẫn ra sân và làm đội trưởng anh Nguyễn Mạnh Cường là từ SEA Games 18 ở chiều nay đấy tức là suốt cả một cái chiều dài lịch sử của nó Việt Nam từ ngày hội nhập từ lúc tham gia vòng loại ô cấp đầu tiên là chúng ta đều có đại diện cho đến ngày hôm nay uh, Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Phan Quyết cũng có mặt thì tôi cho rằng là một trận đấu rất là hay và cái việc chia quân hai bên cũng rất là khéo để mà có được một thế trận có đi có lại cũng như là chúng ta xem được nhiều bàn thắng phải nói rằng khi ngồi sân thống nhất bình luận thì tất cả chúng ta đều cảm giác là mình được sống lại rất nhiều cái kỷ niệm của một thời trai trẻ những cái năm mà bóng đá việt nam hay có các cái giải đấu chất lượng tại sông nhất và nhờ những cái giải như cúp độc lập hay cúp Bắc thành phố hồ chí minh mà đội tuyển mạnh lên để mà dần dần đến sea games chiều mai chúng ta bắt đầu có được những cái những cái danh hiệu thì tôi nghĩ rằng là những hoạt động như vậy rất nên tổ chức thường xuyên để mà cầu thủ lâu ngày gặp lại nhau có những anh em mấy chục năm mới gặp lại nhau có những người như huỳnh quốc cường chẳng hạn sau này giải nghệ thì anh ấy là một doanh nhân thành đạt anh ấy không đào bóng và không làm huấn luyện nữa thì gần như sống ở đồng tháp thôi. đúng là từ thời đấy bây giờ anh em gặp lại mình quốc cường này. vâng. thì thì đâu đó thì ví dụ hồng sơn huỳnh đức mình còn gặp vì còn ít ra là anh anh đang làm cái công tác anh sơn có đi đánh góp với tôi. Vâng. còn anh huỳnh đức thì anh còn đi làm huấn luyện viên bóng đá minh lịch. Thì thì ý ra đấy mình còn còn như có anh, cái cường cường là... anh cường là anh cũng không gặp tôi lại. với anh hẹn nhau bao nhiêu lần và tôi cũng có đi đồng tháp vài lần nhưng mà vì lý do này nọ không gặp được nhau bởi vì đúng là nếu mà không làm bóng đá nữa thì rất khó gặp nhau các cầu thủ tôi đã chứng kiến từ lúc mà họ uh, tập luyện cho đến lúc mà những người cuối cùng rời khách sạn bởi vì tôi anh vũ là có việc ở lại muộn đúng không thì là có những lúc là mình bạn bè mình mời mình đi đây đó nhưng mình vẫn chỉ muốn quanh quẩn ở khách sạn để mà chứng kiến cái giờ giờ phút mà anh em chia tay nhau rất là bình dị rất là cảm động và thêm những cái đầu mối móc nối để mà anh em có thể liên lạc lại với nhau theo các hình thức xin số điện thoại nhau hoặc là kết bạn facebook thì tôi nghĩ rằng là đúng là ngoài cái việc cảm xúc như vậy và cái quá khứ kỷ niệm nó trở lại thì rất nhiều anh em là cũng coi cái cuộc hội ngộ vừa rồi nó như một cái chương mới tức là từ nay là mình hy vọng là kể cả là nhà tài trợ năm sau có thể là là ai đó nhưng mà cũng có một cái sân chơi và 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 tôi biết là cũng nhiều người muốn tổ chức những buổi tương tự để mà anh em có thể có cái hội ngộ với nhau uh, ôn lại quá khứ và kể cả thế hiện tại tham gia trận đấu vừa rồi họ cũng cảm nhận được cái trách nhiệm cũng như là cái 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 gì mà mình đang những gì mình có được danh hiệu ngày hôm nay cũng là bởi các anh các chú như là những cái viên gạch đầu tiên lát đường để mà chúng ta đi trên con đường đấy và có được cái lộ tình ngày hôm nay hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Huy và nói thật là nếu có những hoạt động này nên tổ chức nhiều hơn một chút thì thú thật là cũng để cho những anh mà hộ cái buổi vừa rồi vắng mặt ấy nó có cơ hội để còn còn tham gia chứ đúng, không? Bởi buổi vừa rồi vắng mặt là chúng tôi vẫn còn thấy những cái gương mặt rất là nổi trội như ngày xưa anh Võ Biểu là chúng tôi không thấy anh ấy không dự được thực dạ ra nó có rất nhiều lý do chứ anh 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 lý do tất hoàn nhiên hoàn là thế này về mặt tiêu chuẩn ấy ừ. thì là ban tổ chức đương nhiên cũng sẽ đội tuyển một cái tiêu rồi. chuẩn rồi ừ. nhưng một người như anh võ nguyểu thì chắc chắn là xứng đáng để nằm trong cái tiêu chuẩn để được gọi là triệu tập bởi vì nó như như là anh em lên tuyển ấy anh em là trên rất là nhiều cái 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 pết cá nhân nên là đề đã đều gọi là hồi hộp như ngày xưa đúng rồi là lên rồi cũng ăn ừ. cơm tuyển ấy. đấy anh biểu của anh ấy thôi. theo dõi rất sát fanpage và facebook của anh em tôi thấy tất cả anh em mà đăng ảnh gì anh biểu đều comment hết tức là vì một lý do nào đó bất anh cũng có kháng. mặt bởi vì nó lại diễn ra tại thành phố hồ chí minh và và là anh, không có mặt anh ấy comment đâu. rất là là thường xuyên nhưng mà anh không đá được và thực và ra cái cái sự kiện như thế này đấy thì tôi và anh huy thì cũng có một cái may mắn nữa là đã từng cái đây hai năm là từng tham dự một cái chương trình gần bình tương định. tự ở bình định và từ cái cuộc gặp gỡ đấy thì nó nảy sinh ra nó phát triển lên rất nhiều những ý tưởng để xây dựng cho bóng đá Nó có ích cho bóng đá cho dù nó không phải lúc nào những ý tưởng đấy nó cũng sẽ được gọi là thăng hoa theo cái kiểu là uh, Là một cái nền tảng gọi để mà phát triển rực rỡ nhưng dù ra đi nữa nó vẫn là những cái lý do đó là cơ hội Và như cái trận đấu vừa rồi trên sân thống nhất ấy, thì chúng ta thấy là người lớn tuổi nhất ấy tham gia ở góc độ cầu thủ Chơi trên sân là anh Nguyễn Mạnh Cường 1965 anh uh, Chu Văn Mùi hôm uh, vừa rồi tôi xác nhận lại là sinh năm 1967 là tuổi đinh mùi ừ. anh mùi tàu đấy anh mùi tàu những người đã chơi cùng với thế hệ các anh này là Nguyễn Văn Dũng, Phan Thanh Hùng, Đặng uh, uh, Lê Khắc Chính, Quản Trọng Hùng từ uh, sea games năm 91 nó uh, cho đến uh, sea games năm uh, 93 đấy anh Long đen rồi đó thì xuyên suốt đấy và đến những người mà ở thế hệ đương thời cũng vào sân ngày hôm đó là như là Hoàng Đức như là Tiến Linh là những người sinh sinh năm 95, 96, 98. Tức là, đức trên 98, đức là, trẻ, nhất là 98 trẻ nhất 98 đấy, tức là chênh ừ. nhau đến 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 30 tuổi. Cả một 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 đời cháu đá với bác đấy. Đó thì đó là một cái kỷ niệm nó rất là đặc biệt. Nó nó tạo ra một cái sợi dây, nó có một cái sự liên lạc rất là nhiều. Và ngày hôm đó cho dù mưa, mưa lớn trước trận rồi trong cuối trận cũng mưa to nhưng mà lượng người xem ở trực tiếp ở sân đông nhất tôi, tôi cho rằng không phải là ít cho dù là khán đài đương nhiên khó bởi vì là trời mưa nhìn truyền hình thì là anh em nhìn thấy nó cũng hơi nhiều chỗ trống nhưng thực ra là là, là rất nhiều người nhất bên kia khán đài A và và nhìn vào đấy thì chúng ta mới thấy được rằng là cái tình yêu của người hâm mộ dành cho bóng đá và đặc biệt là các tuyển thủ quốc gia ấy, nó ghê gớm lắm nó lớn lắm họ đúng là họ chứa chất trong mình biết nhiều rất nhiều những ký ức những kỷ niệm và chỉ cần chờ những cái cái khoảnh khắc như thế để để bộc lộ thôi thế còn đương nhiên theo dõi trên trên mạng xã hội trên các cái trang uh, thông tin ấy, thì đương nhiên là rất đông và họ họ thể hiện một cái một cái một cái sự thích thú một cái sự tấm lòng và đúng là chúng ta uh, mong chờ rất là nhiều những cái sự kiện như thế này để nó nuôi cái nguồn cảm hứng và cái nguồn cảm hứng này thì chắc chắn là với những cầu thủ đương thời họ sẽ họ sẽ có được những rất là nhiều những cái thứ về đúc rút lại động lại để rồi sau đó họ sẽ có được những những cái những cái giá trị nó lớn hơn để đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Có một cái này tôi rất vui ở góc độ một người bình luận và cũng làm truyền thông tức là có một thời khi mà ông Bang Sơ dẫn dắt Cơ đội chúng ta vô địch SEA Games, vô địch AFF Cup thì một số khán giả trẻ cứ thắc mắc tại sao lại gọi mấy ông Huỳnh Sơn, Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh là thế vàng, không có vàng đâu. Nhưng mà dần dần gần đây thì mọi người cũng nhận ra tức là họ không có vàng nhưng mà những cái gì họ cống hiến, những cái gì họ như là những người đầu tiên giúp bóng đá Việt Nam thoát khỏi những ngày chúng ta gọi là 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 đen tối và và có được những huy chương đầu tiên ở ở đấu trường khu vực cũng rất là đáng quý bởi vì là họ là những người mà vì lý do này nọ có cả những yếu tố khách quan không thể giành huy chương vàng nhưng mà từ đó bóng đá việt nam có cảm hứng có được lãnh đạo quan tâm được đầu tư thì rồi những cái lớp sau này chúng ta có danh hiệu thì mọi người gần đây hiểu ra cái chuyện này vâng cảm thật lòng mà nói rất là thật lại. lòng mà nói uh, những người mà nói rằng ở nói rằng là đúng là các không có vàng đúng không không có một cái tấm huy chương vàng thật để mà đeo ờ, nhưng hầu hết tôi nghĩ rằng là đều là thế hệ sau này một chút chứ còn những thế hệ như như chúng ta và những người lớn hơn và sau chúng ta một ít ấy, thì đều nhớ như in những cái khoảnh khắc mà chúng ta đã thắng được đội ở Myanmar ở bán kết chiều mai năm 95 sau đó để để được lọt vào chung kết với chúng ta cái cảnh mà chúng ta ăn mừng cái trận đấu đó đổ ra đường khán giả đông như nào vui thế nào không khí như lễ hội thế nào thì nó là huy chương vàng nó chính là huy chương vàng và nó bởi vì sao đấy là lần đầu tiên một đội bóng của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam à. đúng không lọt vào cái trận chung kết mà chúng ta đều bị đánh giá là thấp hơn rất nhiều những đối thủ ở, 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 ở khu vực chứ, chứ, chứ không phải đến như sau này chúng ta chúng ta chắc chắn là bị đánh giá thấp thái lan đương nhiên rồi này Indo là chúng ta thấp hơn này, Myanmar chúng ta thấp hơn này, Mã Lai chúng ta thấp hơn này, Singapore chúng ta thấp hơn này, Myanmar chúng ta thấp hơn này. Ừ nếu được đánh giá thì chúng ta chỉ gọi là vẫn chỉ trên hai người anh em là campuchia và lào thôi philippines Philippines à, và philippines nữa ừ. đấy nghĩa là loanh quanh thứ sáu thứ bảy yeah. loanh quanh thế thì có nghĩa là gì thì có nghĩa là gì là với chúng ta với một kỳ, kỳ tích để lọt được vào trận chung kết của trường mai như vậy thì với chúng ta chỉ, kỳ tích với tôi nó là vàng nó chính là vàng cái, cái cảm, cảm xúc mang lại đúng rồi cảm, cảm xúc mang lại thì không khác mang gì mang vàng cả và đấy. sau đó thì cả xã hội quan tâm các cầu thủ là bắt đầu được nhìn nhận bắt đầu mọi người tức là đời tư rồi là các cái vấn đề khác thì sẽ được mọi người khai thác như là các diễn viên điện ảnh hay là những ừ. cái người mà nổi tiếng ở lĩnh vực khác thì ừ. phải nói là sea games chiều mai là cú hích để bóng đá việt nam chuyển mình vâng uh... tôi vẫn nhớ là cái năm 95 mươi là, là giai đoạn đầu vòng bảng bóng đá sea games chúng ta có được xem truyền hình trực tiếp đâu đúng rồi một loạt những trận đấu đầu tiên ấy kể thôi đúng không kể nghe kể báo chí anh em <laughs> đi làm bên đấy các anh Minh Hùng anh Nguyễn Nguyên anh các anh Dư Hải anh đi anh, anh, gọi là gửi về thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thể thao Việt Nam gì đó gửi lên và khi chúng ta thắng được trận đầu tiên thì như là thắng Malai hay không ấy trong đó có một bàn của Huỳnh Quốc Cường thì mà ồ hình như là bắt đầu có cái gì đó rồi đấy <laughs> nhưng mà cuối cùng là tôi nhớ là cái trận mà mang tính quyết định ở vòng bảng là trận chúng ta đá Indonesia chúng ta buộc phải thắng thì chúng ta mới có vé vào bán kết và khi đó thì chúng ta có tín hiệu truyền hình trực tiếp và đó là một trận đấu gọi là về nói là rất dũng cảm của đội tuyển Việt Nam. Và đó chính là một cái bước ngoặt. Để rồi để khi mà ở vào vòng bán kết ấy, thì nên nhớ với cả mọi người rằng nó khó ở mức độ là trình độ bóng đá Myanmar vào lúc đó vẫn rất cao. Họ mất hai người chơi với chúng ta 120 phút đúng không ạ mà họ vẫn giữ một tỷ số hòa và wow. nếu như không có cái khoảnh khắc bàn thắng vàng của Trần Minh Chiến thì trận đấu đá 11 một mét biết chứ chứ nào, nào điều mà, gì xảy ra họ có 9 người đấy có 9 người họ bị đuổi đến hai người rồi mà, mà hồi mà đấy chủ... là là Myanmar đá như Hà Lan nhỉ các anh thấy đá huấn luyện viên Hà Lan hay mà đã đá, đá cực chứ hay luôn là nữa. cầu thủ của họ thì không cao to ừ. thấp đậm thôi nhưng mà cực kỳ khỏe là một này. và cái chất lượng kỹ thuật của họ ở mức độ rất là cao nên thời điểm đó khi mà chúng ta có được một kết quả lọt vào bán kết tức đứng trên rất nhiều những đội bóng như thế là một kỳ tích phải khẳng định điều này và nó là một cái nguồn cảm hứng rất là lớn và ngay ở cái năm sau ấy, khi mà chúng ta đã tay cấp 96 tức là giải vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên được tổ chức sau gọi là một cái quãng dài không có ấy, thì chúng ta chỉ có tân binh chưa đồng thôi nhưng đó là một sự khẳng định một lần nữa chúng ta lại thắng Indonesia ở cái, cái, cái trận tranh ba tư đấy thì tất cả những yếu tố đó là những yếu tố nó củng cố cho chúng ta rất là nhiều và nói thật với anh em chúng ta thôi những người làm báo chí những người làm truyền hình ấy, quả thật nếu không có những cái sự kiện đó ấy, chúng ta cũng có cái sự tủi thân ấy. đúng không rồi. Đúng rồi. đó chính là cái 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 động lực để chúng ta làm việc nhiều hơn và chúng ta có nhiều cái chất liệu hơn để cái để tác nghiệp và đúng nghĩa là nó là là những cái viên đá lát nền đầu tiên cho cả anh em truyền thông và cho cả anh em bóng đá thì đúng đá là sau. thế này sau sea games chiều mai là bắt đầu bước vào năm 96 thì có một số tờ báo của phía nam bắt đầu ra báo ngày thể thao Chứ còn uh, cho đến SEA Games thì cái tờ tin chiều của chỗ anh Ngọc Thông giáo Việt Nam là cái nơi duy nhất cập nhật theo ngày. Bởi vì ra vào buổi chiều thành ra là hàng ngày chiều. chúng ta được cập nhật. Chứ còn uh, tôi lúc bây giờ là một bên từ bên trẻ là hàng ngày là có sang bên ủy ban thể thao chỗ ông Tài Ngọ. Ấy, anh Tài Ngọ là phụ trách về truyền thông, có biết được thông tin. Và thậm chí là anh Tài Ngọ sau khi nhận được tin tức về trận đấu bên kia là gọi máy bàn sang tiểu ban thể thao của ban chuyên đề đài là báo cho anh em biết. Nhưng hồi đấy cũng không có bản tin thể thao hàng ngày để mà đưa biết thế thôi nhưng mà không có cách nào để chia sẻ với khán mà, giả cả mà đấy mà mà đấy chính là cái nguồn cảm hứng mà anh anh nên nhớ rằng là cái giải thưởng của ông vàng của báo sài gòn giải phóng ấy với ý tưởng từ anh minh hùng nó xuất phát từ chính trận địa là trường mai đúng rồi sau cái chiến thắng đấy anh trường mai ở trường mai anh, anh minh hùng anh ấy gọi là gọi điện về xin tổng biên tập và có sự ủng hộ của anh phạm vũ ngọc trai tổng đốc của pepsi ibc đấy thì lập tức là nó ra được một giải thưởng và kể từ đó đến nay gần như năm nào nó cũng diễn ra và đó là một sự gì? tôn vinh rất là là xứng đáng dành cho các vận động viên của bóng đá của chúng ta nghĩ rằng đấy chính là một cái chuỗi những cái năm tháng nó mở đầu ra rất nhiều những cái câu chuyện. Vâng, ờ thế anh canh nhắc lại tôi chút là cái quả mở đầu tiên là anh Đức hay anh chiến, nhỉ? anh Hoàng biểu. Anh biểu à, anh biểu anh đầu không? tiên à? Anh biểu đầu tiên à? Rồi. Ừ. Rồi cảm ơn canh, Thôi câu những câu chuyện về lịch sử này thì ôn cố tri tân thì nó dài lắm, nói bao nhiêu không hết và nó thật với quý vị là ngày hôm đấy không chỉ là gặp gỡ nhau ở trên sân đâu, chúng tôi gặp gỡ nhau tại nhà hàng tại khách sạn và nói thật là những câu chuyện không bao giờ là dứt lại được bởi vì quá nhiều những kỷ niệm mà anh em rất là là vui khi gặp lại nhau